Cẩm ơi, chơi mà quên giận chưa luôn phải không? Xin chào ơi. Dạ. Nè, ngồi xuống đi, mẹ nói cho nghe nè. Hai đứa con có đói bụng chưa? Dạ rồi. Hôm nay mình ăn một món đặc biệt đi. Dạ. Chịu không? Chịu. Để mẹ lấy món đặc biệt ra nha. Dạ. Hãy xem đây. Tên 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 tên. Và đây nữa cho Tiên. Mà sao nóng quá mà. Ủa mẹ mới vừa hấp xong đó. Bánh bao hình chú. Hình chú gì? Đâu đâu hình chú heo đó nè. Có làm người kia có làm vậy nè. Wow, đâu chú heo đâu nè. Ồ, nhìn giống cái mặt em dâu quá chồng quay luôn. Cho mẹ quay mẹ có trứng cốt. Con hỏi là con biết một trứng cốt rồi. Ừ rồi, bây giờ mình tháo ra ăn chưa đi. Dạ. Quá đã luôn. Đấy, có tưởng là ông già. À, tưởng là ông già. Ông già vậy nè. Quá đã không, quá đã không. Ăn mắt, ăn lỗ mũi. Ăn được từ mất chú heo luôn. Mẹ con mắt ngon mà. Mẹ đâu có biết đâu, mẹ chưa ăn con mắt. Ủa, em dâu gỡ hai con mắt ra rồi. Không biết con mắt là mặn gì nữa nè. Mắt heo kìa, em cho con ăn mắt heo kìa. Không, mắt. Rồi giờ ăn hay là chơi? Vừa chơi vừa ăn. Thôi giờ dạ. Ăn đi, giờ ăn thưởng thức dạ, ăn đi. Vừa chơi đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Giờ ăn vừa chơi đi. Đi thôi em dâu nó ăn vậy ăn đi, giờ khi giờ gần lát hồi giờ chơi sao ha. Dạ. Ăn thử coi ngon không? Đặc con có chừng nóng nha. Chừng nóng ta không? Sẽ kêu được cái mắt. Không con. Ôi nhân thịt kìa, có mấy cục nó lúi ra luôn kìa dâu. Đúng rồi. Hấp mẹ cái quá. Mắt nó ngon đó, quá. Con quay chú heo lại mẹ coi coi. Mẹ con cái mắt rồi. Ồ cái mắt nó làm sao? Nó mặn. Nó mặn hả? Giống như trứng muối vậy phải không? Dạ. Nó là xúc xích của đất. Cái gì xúc xích của đất? À y như là xúc xích của đất hả con? À cái mắt đó hả? Hay là cái gì? Ừ. Không nhẹ. Cái hiểu ta nói này đồ cũng giống như kêu là cái mắt không? Trời ơi em dâu gỡ rồi con heo của em dâu kìa. Trời ơi một cục kìa nhìn giống như chen là cái lầu lâu luôn. Rồi anh hai cắn cái miệng rồi chỉ còn cái hai cái chân mày với hai con mắt thôi. Ừ hấp dẫn ha. Trưa nay mình ăn vậy là đủ rồi, đủ sức rồi để lát hồi chiều anh hai đi học ha. Đây nước suối đây. Đủ không? Đủ năng lượng không ha? Lát hồi phải làm thêm một cái gì đó nữa. Thêm miếng nữa. Làm thêm miếng nữa hả? Giữ ta đô mạnh giữ. Nha giùm em thật kia nha. Ồ em dâu được chị khoai trứng cút với lại cái bột bánh thôi. Khoai trứng cút. Ủa? Em dâu kéo ra coi được mấy cái trứng con. Một chú heo có mấy cái trứng nè. Nó nghe nè. Sao trong trong bụng heo không không có con heo con mà có cái trứng vậy? Dạ từ vì heo này heo đặc biệt nó đẻ ra trứng. Hèn chi mình trời, mới ăn được nguyên con chứ. Trời heo nó nở nha. Heo nở chứ là heo ăn lông mập. Trời ơi. Heo ăn lông đúng rồi. Ăn lông. Ăn lông tuổi con chuột. Ủa chứ kỳ vậy. Heo ăn lông mà ăn lông tuổi con chuột. Có cuộc là sao. Cái miệng ngon lắm mẹ. Ngon. Ủa, lắm mẹ con. Rồi mẹ em cho bỏ thịt bánh qua cho anh hai kìa. Quá trời thịt luôn. Mẹ thấy nhiều tiêu quá. Có cay không con? Dạ. Hấp dẫn ha. Rồi xử lý xong rồi chúng ta sẽ vào chúng ta ăn thêm một cái gì đó nữa ha. Cái bánh bao. Dâu thích bánh bao lắm, Hảo bánh bao lắm và Hảo trứng cút nữa các bạn. Con thích ăn thịt phải không? Ăn một bánh không? Nhiều quá chứ cái bánh này coi vậy nhỏ nhưng mà nó nhiều ghê luôn hay con ha. Này con thịt bay phụ lắm không ạ. Mắc cỡ. Ngon quá, chỉ một loáng là hết liền. Ngon. Wow. Năng lượng tràn trề. Rồi, thể hiện coi năng lượng tràn trề sao đâu. 2, 3. Ôi trời, năng lượng tràn trề mà ngủ kỳ vậy. Đúng rồi, ăn bánh bao heo thì phải ngủ ngáy như heo. Trời ơi. Ăn bánh bao bao rồi, bây giờ mình đi ngủ ngáy như heo nha. Mình đi ngủ ngáy như heo nha. Trời ơi, ăn hết bánh bao heo rồi ngủ ngáy như heo kìa coi chịu nổi không? Thôi để hai con heo ngủ đi chúng ta. Ngủ hả cười. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tiên Dâu nhé. Chào tạm biệt các bạn.